Xin chào cả nhà. Đây là chén cơm mới nấu nóng hổi và mình ăn trứng, chỉ có cơm và trứng thôi. Các bạn của mình sẽ ăn thịt gà với lại thịt bò và lamb ở dưới nhà. Đây là cái phòng lớn, phòng ngủ lớn, mình đang xả nước để ngâm bồn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện mình bỏ Sydney trốn lạnh để về nơi nắng ấm. Thì hôm nay mình sẽ review một cái căn nhà ở vùng Byron Bay. Đây là cái phòng của mình và đây trước mặt của mình là cái balcony. Lúc này là buổi chiều cho nên mặt trời bắt đầu xuống núi. Trước mặt mình là con đường và chỉ cách khoảng vài bước đi bộ là khu shop. Đây là cái phòng mình sẽ ngủ tối nay ở đây. Mình rất thích trang trí những cái phòng trong khách sạn. Còn đây là một trong những cái building nhiều, rất là nhiều ở các đường. Trên cái đường mình đi về Byron Bay thì mình có chụp lại. Đây là vào ban đêm, cửa đằng sau lưng để đi vào cái căn hộ mình mướn ngủ ngày hôm nay. Đây là cảnh ban đêm. Lúc này là 7 giờ đêm cho nên mặt trời đã ngủ rất là sớm. Mùa đông thì mặt trời ngủ rất là sớm. Đèn sáng trưng hồ bơi. Ở đây nó cho mướn kiểu dạng villa, nhà. Nhà nào cũng sẽ có hồ bơi riêng biệt. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà nhìn rất là đẹp. Đây là cổng đằng sau đi vào cái villa của mình mướn đêm nay. Lúc này là trời đã tối rồi cho nên đèn nó hiện lên. Cái hồ bơi ban đêm nhìn nó xinh hơn ban ngày vì nó có đèn LED màu xanh. Đằng trước của mình có rất nhiều cây dừa và đằng trước nữa là cái đường chính. Căn nhà villa này nó có hai mặt tiền, mặt trước và mặt bên hông. Mình đi vào mặt bên hông. Đằng trước villa của mình có những cái đèn chùm răng như kiểu Noel đấy các bạn. Những cây đèn dừa được chăm sóc rất là sạch sẽ và đẹp. Kiến hồ bơi. Hồ bơi lúc nào cũng sẽ có kiến chắn hàng rào như thế này để nếu có trẻ em thì trẻ em không thể tự tiện nhảy vào hồ bơi được, có nguy cơ té cho nên lúc nào hồ bơi cũng sẽ có hàng rào bằng kiến như thế. Đây là cổng mặt trước và đây là căn villa ở bên ngoài vào ban đêm, đèn đã lên. Chỉ có vài sợi dây đèn nhỏ thôi nhưng làm cũng rất là đẹp cái khu nhà. Vì đây là cây dừa, nó đèn làm đèn ở phía dưới và ở trên cây cho nên nó làm cho cái cây nó sáng sủa và căn nhà cũng sáng. Đây là mặt trước của căn villa của mình, nó có kiến, 4 ô kiến cho nên nhìn cái nhà nó rất là rộng. Và bây giờ sẽ đi vào. Đây là cái hình mình chụp cái hồ bơi vào ban đêm. Đây cũng là một cái hình khác, mình chụp lại cái giường của nó. Mình rất thích nằm trên cái giường và chụp của nó vì lúc nào nó cũng trang trí màu trắng cho nên rất là đẹp. Và bây giờ cái cuộc hành trình của mình đi vào Byron Bay sẽ đi xuyên ngang qua đường hầm như thế này. Con đường phía trước của mình đã vào Byron Bay nè. Lúc này trời chưa tối, lúc này khoảng 4 giờ chiều. Mùa đông thì nước Úc nó sẽ tối nhanh hơn. Chỉ có khoảng 5 giờ, 5 giờ rưỡi là trời bắt đầu tối sầm rồi. Đây là cái hồ bơi của căn villa mình mướn vào ban ngày. Ban ngày thì nó sáng sủa hơn. Cổng nó màu trắng. Đây là mình từ trên cầu thang đi xuống từ cái phòng chính của mình. Mình thích nằm những nơi cao và những nơi xa những cái phòng của bạn bè mình vì mình thích yên tĩnh vào ban đêm và mình hay ngủ sớm cho nên mình thích nằm ngủ riêng biệt như thế này. Đây là cái nhà bếp mình đang mở coi nó có cái gì. Nhà bếp của nó rất là đẹp, nó làm bằng marble.
cái phòng nhỏ ở dưới đây. Phòng nhỏ ở dưới nó không có lớn như cái phòng của mình, nhưng mà đủ rộng rãi để những người cần ngủ có thể đựng tất cả những đồ họ cần thiết. Đây là phòng chính, cũng là phòng khách, một cái bàn ăn cơm rất là lớn. Họ trang trí rất là xinh đẹp luôn. Cách trang trí của họ thật là đẹp. Mình không có mắt thẩm mỹ trang trí được như thế này đâu. Đây là cái ghế sofa của cái bàn phòng khách. Phòng khách nó không quá lớn và phòng ăn cũng không quá lớn, nhưng mà họ trang trí và cái bếp mở cho nên nhìn rất thoáng và đẹp. Ban ngày, và bây giờ mình đi ra hồ bơi vào ban ngày. Nó có hai cái ghế nằm dài bên hướng này, và nó cũng có một cái bàn nếu muốn ngồi ăn hoặc uống ở đây. Và đây là cổng hồ bơi, mình chỉ cần kéo cửa mở như thế này thì mình có thể vào. Nó cao khoảng hơn 1 mét để tránh trường hợp trẻ em lướt xuống hồ. Và trẻ em thì lúc nào cũng đi cũng phải có người lớn vào hồ bơi như thế này, cho nên lúc nào hồ bơi cũng sẽ có hàng rào. Đây là hồ bơi vào ban ngày, và bên tay trái của mình cũng có hai cái ghế nằm để mà tắm nắng, phơi nắng. Người Tây rất là thích phơi nắng, còn mình thì lại thích tránh nắng. Đây là bề bên ngoài lúc trời nó chưa tối. Cái phòng để đựng khăn với ra giường. Đây là mình mới bước vào. Đây là nhà bếp mở mà mình bật đèn để đi lên cái phòng của mình. Nó có phòng tủ lạnh rất là lớn, có thể đựng bất cứ thứ gì trong. Đây là một căn villa cho một gia đình lớn ở. Quá là rộng. Đây là cái bồn nước, lát nữa mình sẽ ngâm vào đây. Mình rất là thích ngâm bồn, và mình thích ngâm những cái bồn đời mới và đẹp. Thì cái bồn này mình thấy không quá đẹp. Bồn này chắc kiểu 5 hoặc 10 năm về trước. Đó là mình nghĩ như thế, mà không biết đúng hay không. Mở nước này thì chắc khoảng 10 phút thì nó sẽ đầy. Đây là phòng tắm của mình, phòng bên trong. Và phòng tắm của mình thì sẽ có phòng đựng đồ như thế này. Phòng lớn của nó rất là lớn, có phòng tắm, phòng đựng đồ và có phòng ngâm nước. Đây là xà bông của họ, thông thường họ cho xà bông rất là nhỏ để xài một lần là vứt, nhưng chỗ này nó cho một cái xà bông to thì mình nghĩ chắc là nó cho người ta xài xong rồi vẫn có thể xài đi xài lại. Bây giờ mình sẽ mở nước để ngâm, và mình vặn qua bên tay trái thì có nước nóng. Trước khi đó thì mình phải đậy cái nút cái bồn lại để cho nước nó không bị chảy ra bên ngoài. Sau khi thử nước thì mình đã thấy nó ấm và đủ rồi. Bây giờ mình sẽ mở nước để lát nữa mình ngâm. Quay xong mình sẽ ngâm bồn. Đây là cái villa mình ở, tên là Aloha. Và tên của mình nó gọi là Thai Tea. Lúc này là ban đêm, hồ bơi của mình ban đêm là nó sẽ biến thành màu xanh như thế này. Và căn nhà của mình ban đêm sẽ cắt đèn như thế này, nhìn rất là lãng mạn luôn. Mình chụp một tấm hình trước hồ bơi để làm kỷ niệm, vì không biết khi nào mình sẽ quay về đây nữa. Đây là một căn nhà khác mình thấy đẹp và mình ngừng lại để chụp. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà lần sau nha.